Và chúng ta tiếp tục nội dung thứ 3 trong chương 2 lập trình hướng đối tượng. Và ở nội dung thứ 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Overloading Method. Như vậy, Overloading Method chúng ta hiểu nó như thế nào? Ở đây, chúng ta thường gọi nó đó là cách nạp dòng các phương thức. Overloading Method là những phương thức nằm trong cùng một lát, có cùng tên nhưng khác các tham số được truyền vào. Ở đây chúng ta lưu ý rằng nó có thể là khác các tham số, khác các kiểu dữ liệu và thậm chí đó là số lượng các tham số nó khác nhau. Ví dụ ở đây tôi có 4 phương thức, đó là thiết lập mã số sinh viên. Và 4 phương thức này các bạn thấy tuy nó cùng tên với nhau, tuy nhiên các tham số truyền vào khác nhau, hoặc là số lượng các tham số truyền vào cũng khác nhau. Ví dụ ở trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ tư, rõ ràng nó cùng đó là có một tham số được truyền vào, tuy nhiên kiểu của tham số nó lại khác. Trường hợp 1 thì kiểu của nó là kiểu chain, còn trường hợp 4 kiểu của nó là kiểu integer. Hoặc trường hợp 1 và trường hợp 3, tuy rằng nó cùng tên phương thức với nhau, tuy nhiên ở đây số lượng các tham số truyền vào nó khác nhau. Trường hợp 1 chỉ có một tham số, còn trường hợp 3 thì có đến 2 tham số. Như vậy, nếu như chúng ta gặp những phương thức cùng tên nhưng khác các tham số truyền vào, thì đây chính là các overloading method, hay còn gọi là nạp dòng các phương thức. Tôi sẽ thử minh họa nó trong clip để các bạn thấy. Và tôi cũng sử dụng luôn phương thức thiết lập lại mã số sinh viên để chúng ta demo. Tạm thời chúng ta sẽ quan tâm đến phương thức thiết lập mã số sinh viên. Và ở đây các bạn thấy nó có một tham số. Khi tôi gọi nó ở tập tin main, chúng ta khởi tạo một đối tượng student1 và chúng ta thiết lập mã số cho sinh viên này. Sau đó tôi in ra mã số và tôi thử thực thi nó. Kết quả trở về mã số của sinh viên này là S001, không có gì phức tạp cả. Bây giờ tôi sẽ định nghĩa thêm một phương thức nữa và nó cùng tên với phương thức setCode. Tuy nhiên, nó sẽ không có tham số nào được truyền vào. Tôi sẽ copy nội dung này, chúng ta đưa xuống phía dưới. Ở đây sẽ không có tham số được truyền vào. Và did gọi đến code, chúng ta sẽ cho nó một giá trị là SV000 chẳng hạn. Như vậy, để gọi đến phương thức này thì các bạn thấy ở ngoài tập tin main chúng ta gọi nó hết sức bình thường. Đối tượng student1 tiếp tục gọi đến phương thức thì lúc này nó có hai phương thức setCode cho chúng ta lựa chọn. Phương thức đầu tiên không có tham số và phương thức thứ hai có tham số. Tôi chọn phương thức không có tham số và tôi thử thực thi nó. Thì mã số sinh viên trong trường hợp này là SV000. Còn nếu như chúng ta chọn vào giá trị thứ hai, có nghĩa rằng có tham số được truyền vào, thì chúng ta phải truyền vào tham số cho nó S005. Thì các bạn thấy kết quả trở về là S005. Hoặc tôi sẽ thêm một trường hợp mới. Bây giờ phương thức setCode của chúng ta sẽ có hai tham số được truyền vào. Như vậy ở đây, tham số đầu tiên chúng ta sẽ để là first. Tham số thứ hai tôi cho nó là kiểu số in và tôi để là last chẳng hạn. Hoặc tường minh hơn, tôi sẽ để ở đây là str. Còn ở đây chúng ta sẽ để là number. Như vậy, việc tạo ra mã số sinh viên sẽ bằng str cộng với number. Ở đây chẳng qua là việc nối chuỗi giữa str và number. Bây giờ chúng ta sẽ thử gọi nó trong tập tin main. Tôi sẽ xóa đi nội dung này. Các bạn thấy chúng ta có đến 3 phương thức setCode và lúc này chúng ta chọn vào phương thức thứ 3. Giá trị đầu tiên nó phải là một chuỗi. Ví dụ tôi truyền vào SV và tham số thứ hai nó phải là một giá trị số 123. Tôi thử thực thi nó.
thì mã số sinh viên trong trường hợp này là SV123. Bây giờ tôi thử luôn một trường hợp, đó là chúng ta sẽ truyền vào cho phương thức setCode này một tham số. Tuy nhiên tham số lúc này nó thuộc về kiểu số nguyên integer, và ở đây chúng ta có biến là number. Và khi truyền vào number, mã số sinh viên của chúng ta sẽ có dạng như thế này: SV thực hiện việc nói chuỗi với biến number. Như vậy mã số sinh viên thì luôn bắt đầu bằng tiền tố SV. Tôi quay lại tập tin main, tôi sẽ gọi ở đây là phương thức setCode, và chúng ta chọn vào truyền vào kiểu số nguyên 456. Tôi thử thực thi nó thì các bạn thấy chúng ta nhận được kết quả là SV456. Như vậy chúng ta đã hiểu về khái niệm nạp chồng các phương thức. Các phương thức được nạp chồng khi nó tồn tại trong cùng một lát và tên của các phương thức này hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở số lượng các tham số được truyền vào, hoặc khác nhau về kiểu của các tham số này. Và như vậy, chúng ta cũng kết thúc việc tìm hiểu về khái niệm Overloading Method trong lập trình hướng đối tượng.